Vô 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 anh em ơi, ép Evan tiếp tục, anh Evan lần hai anh em ơi. Này hợp lý không? Chơi luôn à, anh em ơi. Làm cái cửa này. Anh em đang xem đừng quên đỡ lại một like chia sẻ hồi cho anh em ơi. Hôm trước thằng Khả đại anh Evan rồi. Hôm trước thằng Khả đại anh Evan chúc mừng năm mới 2024 rồi. Cách đây cũng hơn một tháng rồi anh em ơi. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục anh lần hai anh em ơi. Vì Adder đã cho reset á, giờ có thể anh được lần hai. Ui. Cuốn cuốn hay là bán được nhiều tiền đồ nét kim dữ vậy không biết hết. Sáu kim à, đúng một cái như thế đàn như thế nào. Rồi, vui này, em này, cắt không cái này. Mười cà su. Rồi, lấy cà lông bị đừng đồ à. Này, chưa biết được rồi còn ra gì à. Chưa cho nói trước. Đây, mười kim chuẩn bị sẵn. Chữ lọc này nè, 1000 chữ lọc. Đó. Đó, chúc mừng năm mới tài lộc. Chúc mừng năm mới 2024 tài lộc. Chúc mừng anh em luôn nha. Vô, ép nè. Thành phẩm là mua 14 xu thành 14k. Đang mình ép nè, ép rẻ hơn. Ép con chúc tài lộc. Đó, lụm tiền. Lụm tiền nè. Rồi à, lên hoa sơn, cắn cắn nhẹ cái coi. Cắn nhẹ coi. Nhẹ vô. Lên hoa sơn cắn nhẹ nè. Là cho anh em xem Discord cho vui. Rồi, ok anh em ơi. Lên hoa sơn cánh Nghĩa Bình vậy nè. Đúng rồi, anh Nghĩa Bình chứ sợ ngại gì mà không anh rồi nè. Phượng Thương Bắc. Cái định chưa mai anh mà không anh luôn đi nè mày. Chưa mai bị đâu. Hoa sơn cánh khí trường. Làm bộ chúc tài lộc. Ui, cái này rất quá trời, mình lại này, để bị bán luôn, mang luôn. Này nó sẽ ra thêm một bộ trang sức nữa. Trang sức này mình 29 hết hẳn. Anh sang bộ này chắc thừa. Thừa một cái càng khôn giống bộ trang sức. Tại vì cái càng khôn khá vừa cánh này mà còn 13 ngày luôn nè. Càng khôn kỹ năng 2 cấp á. Rồi, ui, 8 cây làm gương rồi. 7 ngày, quá dữ. Quê rồi đâu rồi. Anh này. Anh em đang xem đừng quên đỡ lại cho Khá một like cho sáng hội cho nè mày. Sẵn tiện Khá anh phải kiếm thêm cái tiềm năng của cục chống hóa linh dược, chống hóa linh đơn đó nè mày. Hiện tại em đang thiếu 2 cục nữa là được khoảng 10 điểm tiềm năng. Ấy mới nói đồ tiểu kỹ năng không? Mới hiệu đại cánh của tiểu đại lường một cái. Sắp thú, sắp thú kỹ năng. Khui hàng, khui hàng. Diên tinh hồng. Thế là hán. Tầm này thế là hán không cánh được rồi. Trên 130 là không cánh thế là hán được rồi. Quá thú đại. Anh em đang xem đừng quên đỡ một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Là chắc chắn anh em sẽ hỏi set đồ. Set đồ Khải mới đổi đấu giá set cực phẩm hùng mỹ nè. Bắt ổn. Đó. 7 ngày. Có thể chọn kháng hỏa sinh lực một lực. Nóng hữu lý sinh lực một lực. Nó chọn 20. Áo hồi 50 sinh lực 200. Đang hữu lý 19 20. Giày hữu lý 15 40 thì phải 80 chậm vậy nè. Đó, chón thì Khải sẽ có từ cây bờ tây 25-30 kèm với cái vũ khí 250 loa sáp và 50 chón 80 chón 80 chậm ngựa kháng cả năm. Rồi đây mặt nạ kháng cả năm trang sức kháng cả năm ống thủ lý 25 và một phiên phong kháng cả 10 đó, kháng này nè bản sơ đồ này kháng quá đẹp luôn. Đó, tiếp tục anh em mình tiếp này bạn lấy lại lẫm tiếc tinh hồng. Tân thủ giả. Nói này thấy như này, mình mấy quá tương thương. Này đang kích tay nè mày. Không có anh mình auto được. Mình đứng trong này nó hơi đẹp á. Mình không có anh auto được. Kích tay luôn. Đây. Chẳng phá đâm dược đâu, chẳng phá đâm dược đâu. Cần vài cục nào. Bữa anh không ra luôn em. Lần trước thì anh cũng hôm nay không ra chống phá nó dựng luôn. Không có cuốn tiềm năng luôn. Phá đây luôn. Tiềm năng lộ. Tiếp là phục nhiên. Chống phá nó dựng dòng cái ơi người nam. Chống phá nó dựng nào. Công chúc ta lọc lời chúc. Không thể thiếu nhân dịp Tết dương lịch 2024.
có thể sử dụng để nhận nhiều kinh nghiệm hoặc phần quà hấp dẫn. Trong đó giữa nam đúng, chủ yếu cái đó nam. Tiếp nữa mà ra phiên phong kỹ năng một cấp nữa là ôi sợ ơi, còn phải có đi mua nữa mà. Hiện tại khả năng cũng còn một phiên phong kỹ năng một cấp. Phiên phong này cũng sắp hết hạn rồi. Phiên phong này còn có ngày mai hết hạn rồi. Tối mai hết hạn được ngày ấy. Ui mệt đà nữa, khá là mấy bánh năm. Anh em đang xem đừng quên đỡ làm like, chia sẻ, ủng hộ cho nhiều người. Chúc anh em buổi tối xem nào dễ nha. Hiện tại bây giờ là 12 rưỡi sáng rồi em ạ. Đó, tầm này còn hơn 40 người đang ngồi xem rồi. Nên xem like mạnh, chia sẻ em ơi. Cái này nhiều khi anh em mà ngủ rồi không có xem được video đâu. Chắc là Khai cũng làm video được, up lại trên kênh đó nè. Vì anh em xem rồi thì có thể xem lại, ủng hộ một like, chia sẻ, ủng hộ chơi nha. Còn chưa xem thì nhớ like, chia sẻ mạnh nha anh em. Thêm sơn lô lô. Làm đem trong cái rồi, thêm sơn lô. Không có chống phá linh dược em ơi, đậu xanh đang cần. Đậu xanh. Chống phá linh dược ơi, đang cần vài cục. Mua nhờ. Chống phá linh dược em đã phải đi mua, bây giờ còn không binh nữa, ai không binh nữa mình cho không binh này. Chống phá linh dược. Đang thực sự rất cần chống phá linh dược luôn nè. Dù rằng thế giới vốn không bình yên. Tiền đấu lỗ còn 345 cái để nhân gian rồi không còn cay đắng lần bài bot. Ui sợ giờ nó được một phần em sao nghe thấy yên bình từng ngày hạnh phúc ôi sao lướt qua thật nhanh. 300 cái nữa rồi đấy, nó ít nhất nó phải giải chứ, làm thêm cái nữa nào. Dù đang cay vẫn mãi mãi hết đường rồi, hết được chứ. Thấy nhẹ giao dịch quá. Năm gió xương đổi thay tình yêu mãi không nhạt phai lùi xa vài khắp nơi trong trần gian dù nhân thế bao khổ đau tình yêu vẫn luôn xa người để giấc mơ đem bao yêu thương niềm vui cho thế giới 300 400 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
500 xu, 600 xu. Đó, như đó thôi được 600 xu nha mọi người. Rồi, từ từ tiếp. Qua chiều thành đô à. Ok. Đó như mới đó là 600 xu nha mọi người. Tí nữa giao dịch tiếp. Giờ phải bán bớt mấy chưa. Được không? 600 xu. Sát như giờ sát thì thiệt là tiếp. Tiếp là lệnh. 600 xu à. Được rồi. Qua chùa thành đô đây, ông chủ trì sẽ giúp hai có chống thánh dựng. Ok luôn. Đây. Xin cái chống thánh dựng này em ơi. Xin chống thánh dựng. Đang rất là cần cái này để tăng 5 điểm tiềm năng lên rồi. Hiện tại bây giờ là 1 điểm tiềm năng, 5 điểm tiềm năng là được 1 cấp nè. Tương đương 1 cấp rồi. À, tiếp tục anh Vân này. Nên em đang xem Vân lên lại, một like, một chia sẻ, một hồi chơi thôi mày. Sẵn cho tôi 5 phút luôn. Vui. Vân dược nào. Giờ anh vẫn đang ăn. Cầm cái này ngơ luôn nè mày, đâu phải đi mua đâu. Rồi hết 10 kim thì thu được gì nè. Rồi khả giao dịch mình mới mé bên kia là 600 xu nè. Tổng hết 51 cục rồi. 1 triệu tiền thân hồng. Còn gần 200 cái nữa. Cố lên, chẳng phải nó dược đâu. Đây những vài cục cho nó. Đỡ phải đi tiền để mua. Lại là tiền phần hồng. Đừng lại quá. Còn hơn 100 cái nữa đúng rồi. Đây. Ràng cũng bí tịch mật tịch 25-26 được nữa. Là thu hồi vốn luôn á. 5 số kim liền luôn nè. Hai cục nè, ngon nè. Làm cục nữa ai. Cục nói hiện tại bây giờ giá thị trường có tầm 700 xu một cục nữa nè. Cục
cục tiềm năng thì 700 xu, cục kỹ năng thì khoảng 500 xu. 18 cái cuối cùng. Cuối cùng anh ơi. Lắm nè, lắm nè. Lắm đủ map full mà. Bạn lên. Nhớ dữ trời. Ok, full rồi em ơi. Đại chiến bốc này 2, 4, 6. Con này được 2, 4, 6, 7, 7 ô nữa. Ok, đại chiến bốc 7 ô nữa mở nè. Đây 600 xu không? Còn gì có tiền không? 600 xu cái này cho 100 xu nữa, 700. 750. Đầm mày boss này 50 xu, 750 cái này 250 nữa. Một kim. Cho một kim nữa nè. Đó. Đó, mình cùng nhỏ thu được kim 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 7, đủ thiếu. Thiếu chỗ. Có bát mạch thần thông thì ai sẽ là minh chủ sống như bò đang thay thành rồi ai cũng sống thừa 8 ô này con này hai chứ không mơ đồ cái này yếu chắc quá rồi vui cái cuối cùng rồi lắm 19 hàng về mặt tận 19 đầu ra đến tận 19 nữa. Ok, cũng 19 thể thơm rau rồi. Rồi. Đang được vài kim anh em. Cho nó khoảng đây 19 hàng hiếm anh em. Để mà nói là những phái như cần kỹ năng thì sẽ rất là cần. Cũng này bèo lắm được 4 kim. Đó, có 5 kim rồi chưa? 5 kim rưỡi. 5 kim rưỡi hai cái này cho 1 kim rưỡi đi. Cái này cho 1 kim rưỡi là 7 kim. Bộ này không tính rồi. Free. Bộ này chắc chắn mùa nào anh cũng có. Đó, tương đương được thu 7 kim rồi đấy. Cái này 200 xu này khui nè. Hồi này nghĩ cái này đấu giá trong bàn đến 500 xu nha mà. Khui này. Hồng 6. Với hồng 6 phải hằng hiếm không? Chưa biết được. Trời ơi, còn 200 xu được. Được 7 kim rồi nha. Tiếp tục nè, cái càng khôn này khoảng 3 kim. Là 10 kim. Thế chuyên giới. Một bộ trang sức này khoảng 500 xu. 10 kim 5. Khui đó tên đủ 5 ngày trời ơi đồ mình còn phi phong ra đôi còn ngày 1 ngày luôn em ơi quá cả chướng cái này cũng đúng 1 ngày luôn em cũng chưa ôi trời ơi tên 5 ngày đó 5 ngày có 5 kim đó một bộ thu được 15 kim ấy chưa thấy lỗ nha em 15 kim nha em cuốn Sơn Hà này được khoảng 500 xu nữa 15 kim rưỡi này lẻ không tính này 15 kim rưỡi nè ui trời ơi 500 xu 15 kim rồi em ơi rồi 15 kim quá tuyệt vời rồi đây rồi còn gì đâu cái này mà cắn nha em ơi mình cắn nha cái này mình bán nè tại vì con giỏ đang không cần kỹ năng lắm mình sẽ cắn cái này 15 kim nó được 2 cấp nó rẻ mình cắn được 2 cấp ngon thật anh đạo đẹp trai chưa điểm này thử quá trời luôn cắn cho vui cái đó là bỏ không em rồi nói chung là bỏ 10 kim thu được 15 kim thấy ổn áp rồi nè mà còn mấy cái này chưa cắn nữa nè vừa mấy cái này hết rồi à chưa nói 500 cá nhân thì được 300 xu nữa khoảng 15 kim rưỡi nè vừa mấy cái này rồi nè vừa mới đây hơi chán mấy kinh nghiệm à đầu rồng mình rồng rồi nè quá đẹp linh lắm không quá linh luôn em ơi rồi khui nè sử dụng 20 lần rồi đuôi rồng sử dụng 20 lần rồi vãi lên ui 20 lần luôn mát này ngọc rồng 20 lần mát luôn chúng mà thu được hơn 20 kiếm rồi em ơi cái mảnh này cũng được vài trăm xu thu được chắc 16 kiếm á trời quá đẹp quá tuyệt vời nha em ơi quá ngon luôn rồi nói chung thì ở lần ăn video này thì bó mới 10 kiếm thì thu lại không có lỗi nha mọi người thu tổng cộng như Khải anh em cũng có điểm cho anh em xem từng chi tiết á thu được khoảng hơn 15 kiếm em ơi quá đẹp quá tuyệt vời đó giờ cái này bán được 5 kiếm nữa đó quá đẹp.
Rồi. Anh em xem video đừng quên đỡ lại cho video của Khải một like, một chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ và đừng quên đỡ lại một like chia sẻ ủng hộ mạnh nha anh em ơi. Ok. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời anh em ơi. Lời anh em ơi, không lỗ đâu nè. Lô 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 ra cuốn 19 mặt thịt ngon, bí thịt ngon quá quý phát ơi. Vô 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 vô. Vô ngon quá đẹp.